chó sói là biểu tượng cho vẻ đẹp và sức mạnh, chúng tượng trưng cho cả điều tốt và điều xấu. Ngoài ra ở Bắc Âu, sói là một vị thần đã nuôi nấng Romulus và Remus, những người sáng lập của Roma. Sói cũng là con vật đầu tiên một loài người thuần hóa. Tuy nhiên, loài sói còn ẩn chứa rất nhiều điều thú vị mà con người vẫn chưa biết tới. Sói đen, màu lông phổ biến của loài sói là màu trắng và xám. Tuy nhiên, trong số đó có một số ít con có bộ lông màu đen vô cùng đặc biệt. Sự thật đây không phải là màu sắc tự nhiên của chúng. Một nghiên cứu vào năm 2008 của Đại học Stanford cho thấy một bộ gen đặc biệt quý hiếm quy định màu lông đen chỉ xuất hiện trên loài chó. Do đó, loài sói đen dường như là kết quả của sự lai tạo. Tuy rằng loài sói đen không thể hiện là một thợ săn đặc biệt xuất sắc, nhưng chúng lại có một hệ miễn dịch tốt hơn. Loài sói đen hầu như chỉ xuất hiện ở vùng lạnh giá của Bắc Mỹ. Tỷ lệ sói lai. Loài sói thuần chủng hiện nay dường như khá hiếm, trong đó tỷ lệ loài sói lai là phát triển mạnh do điều kiện và môi trường sống. Trong nhiều năm qua, một lượng dân số đã di chuyển về phía đông, thu hẹp môi trường sống tự nhiên của loài sói, từ đó tạo ra nhiều giống sói lai và chiếm một tỷ lệ lớn. Các loài sói lai thường nhỏ hơn loài sói thuần chủng và cực kỳ thông minh. Chúng có thể thích nghi với những khu đô thị hoặc dân cư. Một phần do nạn săn bắn ở những môi trường sống tự nhiên đã làm giảm đi số lượng đáng kể của loài sói thuần chủng. Ăn thịt đồng loại. Ăn thịt đồng loại là điều khá phổ biến trong thế giới của loài sói. Do sống trong một môi trường cực kỳ khắc nghiệt với nguồn thức ăn khan hiếm, hơn nữa phải cạnh tranh với nhiều loài ăn thịt khác. Do đó, chúng buộc phải ăn thịt các con sói bị thương hoặc bị bệnh trong một bầy. Khi hai bầy sói tranh giành lãnh thổ, thường sẽ xảy ra một cuộc chạm trán khốc liệt mà cả bầy trận sẽ làm mồi cho cả chiến thắng. Có một sự thật là đôi khi chúng buộc phải ăn thịt chính con đẻ của mình. Cân nặng, chúng ta thường thấy hình ảnh những con sói với vẻ ngoài khá nhanh nhẹn và linh hoạt, nhưng cũng có những loài sói có cân nặng lên đến 100 kg. Những loài sói của vùng nhiệt đới thường có thân hình nhỏ tương đương với những con chó kích thước trung bình, nhưng càng về phía Bắc, Alaska, Canada và Nga thì kích thước của chúng càng tăng. Bệnh dại và sinh hóa điên. Khác với nhiều loài vật khác, khi bị nhiễm bệnh dại thường thờ ơ, mất phương hướng và hay nằm một chỗ trước khi phát bệnh. Loài sói khi nhiễm bệnh dại cực kỳ nguy hiểm. Chúng dường như ngay lập tức đổ cơn điên và có thể tấn công bất kỳ một loài vật xung quanh nào. Những buồn chó sói tấn công người đa phần cũng vì chúng mắc bệnh dại. Mặc dù hiện nay tình trạng này đã giảm, còn trong trường hợp bình thường, loài sói có xu hướng tránh xa các loài vật khác to lớn hơn mình. Chó sói Mỹ khá hiền. Thực tế, sói ở châu Mỹ khá hiền và ít tấn công con người hơn các nơi khác. Có rất ít hồ sơ những vụ sói tấn công người ở Mỹ và Canada, trong khi châu Âu và châu Á thì ngược lại. Theo tài liệu ghi lại, đã có hơn 3.000 người thiệt mạng do sói tấn công ở Pháp những năm 1600 đến 1800. Loài sói ở Ấn Độ và Nga nổi tiếng nhất về sự tàn ác và hung dữ. Lãnh địa của sói lớn hay nhỏ tùy thuộc vào số lượng con mồi có nhiều hay ít. Lãnh địa của chúng có thể có phạm vi chỉ từ 20 cho đến hàng trăm dặm vuông, phụ thuộc vào số lượng con mồi ở đó. Con người đã từng là món ăn chính trong thực đơn vào thời Trung Cổ tại châu Âu. Bùng phát dịch bệnh hạch khiến hàng ngàn người chết. Họ thường xếp các xác chết chất đóng lại để chuẩn bị đem đi chôn hoặc tiêu hủy, và theo tự nhiên loài sói cũng bị thu hút. Trong thời gian đó, thức ăn chính của loài sói chính là những xác chết do đại dịch. Dần dần chúng quen với hương vị mới và con người trở thành món ăn chính trong thực đơn của loài sói. Bệnh đậu mùa. Cũng giống như ở châu Âu, bệnh đậu mùa ở châu Mỹ vô tình khiến sói trở thành kẻ thù đáng sợ của con người. Trong thời kỳ này, chó sói thường xuyên tấn công các khu vực sống của con người, đặc biệt là những nơi có các bộ tộc sinh sống. Những người mắc bệnh bất lực trở thành con mồi cho loài sói, nhận ra nguồn thức ăn dễ dàng. Loài sói càng hung bạo và tấn công vào các khu dân cư và trở thành nỗi ám ảnh của loài người trong thời kỳ đó. Kén ăn. Loài sói có thể ăn bất cứ thứ gì để sống, ngay cả những loài vật đã chết lâu ngày. Tuy nhiên, trong điều kiện sống tốt, những nguồn nhiều thức ăn, loài sói khá kén chọn. Chúng thường chỉ thích các loài móng vuốt lớn như hươu và nai, và chúng chỉ ăn khi con mồi vẫn còn tươi sống. Nếu không chán hết được nguồn thức ăn kiếm được, chúng sẽ bỏ đi mà không cất để dự trữ. Chó là con mồi ưa thích của sói. Một sự thật khác nhiên vì hai loài này có chung nguồn gốc, hơn thế nữa chúng sẵn sàng giao phối với nhau. Tuy nhiên, có những con sói có chó là con mồi ưa thích. Một con sói có kích thước nhỏ cũng dễ dàng đánh bại một con chó lớn nhờ hàm răng sắc nhọn và những cú cắn chết người vào cổ. Ở Nga, trong thời kỳ sau sự kiện Liên Xô tan rã, họ đã phát hiện rất nhiều xác của những con chó xấu số đã phải làm mồi cho loài sói. Tách đàn. Khi sói non tách đàn, nó thường đi tới nơi mới, cách xa tới trên 1.000 km đường chim bay.